Em nóng lắm ấy, con sợ ốm rồi mà. Em mệt lắm phải không? Cởi. Con ngồi đây nhá, để con ở đây chơi nhá, để đi hái rau bán rau nhỉ. Con này để cho. Con ốm con nhớ này, mẹ làm sao mà đi chợ được hả con? Thương mờ nha. Mẹ thích chiêu này, thích chiêu này. Con ốm mẹ làm sao đi chợ được bây giờ? Nhắm mắt đi. Này mẹ xem nào. À, đây lên một cục đây này. Ôi, này cổ con làm sao này, đi tiêu này này.
đi chợ thôi. Mẹ bán rau mẹ mua thuốc cho con nhá. Mua thuốc cho con nhá. Con nhiều này mẹ phải làm sao hả con? Thương mờ ta. À thế mẹ bé, mẹ bé 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 bé. Ồ tí 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 nào. Tí tí lại đi xuống suối hết rồi mà con. Tí tí đâu hết rồi. Đấy thấy chưa. Đấy tí tí đâu. Tí 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 tí. Tí tí trốn đâu hết rồi. Con đấy. Con hư phải không? Con không xem tí à? Tí tí đi đâu rồi? Con gọi đi, gọi tí tí về đi. Gọi đi. Tí 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 tí. Tí 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 về đi. Về chơi với An đi. Tí tí ơi. Đi đâu hết rồi? Nắng quá, chắc trốn hết rồi. Trốn ngoài rơm hết rồi. Tí tí. Cho vào cốc con chơi nha, để mẹ đi hái rau nha. Ôi, con đang làm gì hả con? Trời ơi, nắng nắng thế. Con ở nhà con phải làm gì? Nóng nóng thế. Đó, con ngồi đấy nhá. Nói, con ngồi xuống đấy á. Mình đít mà. Anh ơi. Con ơi, con lại bỏ nón ra. Con bỏ nón vào chứ. Nóng lắm. Đấy, con lấy đi đi. Đấy, đội vào, nóng lắm nhé. Ông mày đi về đi, nóng lắm. Ông đi về để trong nhà nhá. Đi, con đi về trước đi. Được rồi, con không lấy nữa. Nóng lắm. Ôi trời ơi, sắp rơi rồi con ơi. Sao rồi? Mang rau về đây con ơi. Mẹ đi lấy cái gì về? Ôi,
từ, từ từ. Để bên khác làm nhé. Từ từ con ơi, từ từ. Ôi dồi ôi, được không, được không, được. Này, mẹ về đi. Đi về đây mẹ cõng con nhé. Cõng con không đi chợ nhé. Ôi dồi ôi, nóng lắm rồi, mẹ hát đi. Thank you.
Con đi vào đây mát đây con. Bóc lên là thế mà dán lên này. À, vâng. Đau nhỉ. Đau đi bao giờ? Hai chú. Mệt quá. Ăn mệt không? Có đi một. Cảm. Ừ dám à, ừ nóng quá. Ừ dám à, ờ dám à, ừ cho mẹ dán cho đây. Đâu, chỗ nào đi tiêu? Chỗ nào?
Ừ, dán cho, dán cho. Chỗ nào thấy dư mẹ dán cho nhá. Đây là đây dư à? Đây. Dán. Ừ. Rồi, cái này cất đi nhá. Cái này cất đi để tôi dán tiếp nhá. Cái này dán ở đây nhá. Đến đây phải không? Đây chứ phải không? Mẹ xem nào. Rồi. Thầy mẹ bật quạt mát mát cho, nóng lắm.
ra rồi. Uống cái tiêu bò. Chán bò nhá. Uống nước xong chưa? Khi con ngồi thì con nghịch nha, để mẹ đi làm nha. Mẹ ơi, mẹ đâu? Mẹ bé đâu mà mẹ phải ở đây? Hả? Chào bác chưa? Chào bác chưa? Chào bác chưa? Bác sao? Này, bác có sữa cho An này. Bố An bị làm sao đây? Ôi, An bị ốm à? Mẹ đâu? Sữa cho bé nhé. Mẹ bé An đâu? Ôi giời, thì bác sửa cho bé nhá. Bé lắc đi. Ôi giỏi quá nhỉ. Đẹp nhá. Đây. Uống sữa nhá. Bác đi xem mẹ làm gì. Đâu? Chúng mẹ con ở đâu? Ôi, em làm gì đấy? Anh Cao à, anh đến lúc nào vậy? Anh đến thăm bé, đi chơi bé tí. Em làm cái đường này có tí bậc thang để đi lại nó dễ mà. Nắng ngồi này sợ ấy được. Con uống nữa đi, em làm sắp xong chưa? Chưa anh ạ. Nắng lắm, con ơi, đi vào nhà đi con. Mẹ làm xong rồi, cho mẹ bế con xuống nhá. Con đi vào nhà mát mát đi. Bế vào nhà chơi nhá. Bác hộ mẹ tí nhá. Dạ đi, dạ. Con đi vào nhà đi. Dạ. Em có cuốc cái sẻ kìa. À, có. Em đi làm cho em một chút. Có thể thấy có rồi. Đi ăn rồi con. Mình làm bao giờ mới xong được. Em giúp em một lúc nhá. Vâng, được ra tốt lắm rồi ạ. Cảm ơn anh nhé. Đây anh ơi. Thank you.
nắng lắm. Ta mẹ bế con đi về đây. Úi dồi ôi. Nắng lắm, nắng lắm, ta mẹ bế đây. Không đi đâu ngá đấy con ạ. Bác Cao nóng lắm rồi mà. Con nhớ em đi chung em con đi, để nó làm xong mà. Thế thì chung con. Thế thôi em đội đi mà. Thôi còn ít để anh hộ em nốt này. Làm đi. Con bò lợn đói lắm rồi. Sao đâu? Em một lúc là xong rồi. Mệt không anh? Mệt không anh ơi? Trường hay không? Sáng đến giờ. Còn nắng nữa. Mệt lắm. Em thấy mệt lắm rồi đấy. Đến quạt cho nhé. Ngại lắm em ạ. Nhìn anh mồ hôi đầm đè đầm đìa kìa. Đến quạt cho. Con ơi, xuống đây làm gì đấy con? Xong rồi đấy. Ôi ôi, bé nó xuống đây à? Bắt đi một hồi, em lâu cho nhá. Ngại thôi. Anh đi về đi. Xong rồi đấy. Bé ơi. Con ơi. Con làm gì đấy? Ôi ôi. Cái gì vậy anh ơi? Bắt được con ếch này. Ếch à? À. Ôi, bác bắt được con ếch à? Ê, ao nhà bé có ếch rồi này. Sờ sờ phát cho nào. Sờ sờ. Con sờ đi, con sờ đi. À, thương mà nhá. Thế rồi đi. Cho nó đẹp đi đấy nhá. Nhờ. Cho nó đi nhá. Con cầm đi. Con cầm như này, con cầm như này. Rồi, được rồi, ăn thả đi, thả xuống nước kìa, cho nó bơi bơi đi. Đi chơi con vịt nhẹ thôi. Ôi giời. Thôi. Ôi, đi rồi. Bơi rồi. Bơi bơi đi rồi con ạ. Bye bye. Bye bye con ếch. Ừ, đi, đi về đi. Bye bé nhá, bác về nhá.